du khách sử dụng dịch vụ quan sát cá voi Captel Dolphin and Whale Watching Safari tại thành phố Dana Point, bang California, nước Mỹ. Cảnh tượng những con cá voi xám Thái Bình Dương xuất hiện trước mũi thuyền không còn xa lạ. Tuy nhiên, trong suốt 25 năm hoạt động của tổ chức này, cảnh tượng cá voi sinh con trước mặt du khách là điều chưa từng thấy. Đó là một con cá voi xám dài hơn 10 mét đã sinh con trước 3 chiếc thuyền chở đầy du khách trong buổi tham quan. Thuyền trưởng của một trong 3 con thuyền cho biết, nhóm du khách vô tình nhìn thấy cảnh cá voi xám nhẹ trước khi nước biển chuyển sang màu đỏ. Đoạn video được nhóm du khách ghi lại cho thấy cảnh cá voi xám mẹ và con non nô đùa dưới mặt biển, lượn vòng bên chiếc thuyền dài 7,3 mét. Stacy Fox, một trong những du khách may mắn, đứng từ trên thuyền để chụp lại hình ảnh cá sinh nở dưới mặt nước, cho biết đã hét lên vì phấn khích.